Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện giải trí V Radio. Sau đây mời các bạn nghe tiếp phần 27 của cuốn Sức mạnh của tĩnh tâm. Phần 27: Suy tưởng, thuật tĩnh tâm thần kỳ. Thế nào là suy tưởng? Suy tưởng vốn dĩ được coi là một phương pháp tu luyện của tôn giáo. Trong văn hóa phương Đông thần bí, người ta cho rằng thông qua con đường này có thể rửa sạch tâm hồn, loại bỏ tạp niệm trong lòng, từ đó đi đến sự giải thoát. Còn đối với con người trong thời đại ngày nay, suy tưởng có công dụng rất tốt đối với việc thoát khỏi áp lực, xua đi phiền não và duy trì cân bằng tâm lý. Suy tưởng có công dụng đặc biệt trong việc làm chủ cảm xúc, không chỉ ở trên phương diện kiềm chế cảm xúc mà còn giúp tìm lối thoát cho cảm xúc và giải phóng nó. Cảnh giới cao nhất của suy tưởng là tam muội hoặc định mà Phật giáo có đề cập đến, tức là thông qua suy tưởng để vượt qua giai đoạn tinh thần hoảng hốt, đạt tới trạng thái tâm lý khoan thai, thấu triệt. Xét từ góc độ thực tế hơn, suy tưởng có thể khiến cho con người bình tâm tĩnh khí, ổn định cảm xúc. Suy tưởng chủ yếu phân thành hai loại. Một loại được gọi là suy tưởng có tính hạn chế. Một loại khác là suy tưởng mang tính bao hàm. Ở dạng đầu tiên, người suy tưởng tập trung vào một khách thể nào đó, từ đó loại bỏ những tư tưởng dư thừa khác, nâng cao khả năng quan sát của bản thân, khiến toàn thân được thư giãn. Dạng thứ hai, tương tự như việc tự do liên tưởng, tư tưởng của con người có thể tự do rong chơi không giới hạn. Khi chúng ta đối mặt với áp lực, thông qua suy tưởng, có thể khống chế cảm xúc bất ổn của mình, duy trì tâm thái bình tĩnh. Có người đặt câu hỏi, ngoài suy tưởng, còn có phương pháp nào khác để giúp cho con người thư giãn được không? Dĩ nhiên là có rất nhiều phương pháp, nhưng không trực tiếp như suy tưởng, bởi vì những phương pháp khác trọng điểm nằm ở sáng tạo điều kiện khiến cho con người tĩnh tâm, chứ không chú trọng tới bản thân của tĩnh tâm. Bình tĩnh không thể là bị động, cũng không phải là trạng thái sau khi ồn ào qua đi mới có thể cảm nhận được. Chỉ khi chúng ta tự tưởng tượng được rằng bản thân đang ở trong một môi trường yên tĩnh, thì khi ấy ta mới có thể khiến trái tim mình bình tĩnh trở lại. Ví dụ, chúng ta có thể tưởng tượng mình đang an nhàn tận hưởng cuộc sống trong căn nhà gỗ bên bờ biển, hay đang tận hưởng sự yên bình trong du thuyền trên mặt biển tĩnh lặng. Trạng thái tâm tĩnh thực sự tuyệt đối không phải là một trạng thái bị động, mà là một động thái, nó được sinh ra từ trong ý thức cao nhất của con người. Chỉ khi cái tôi hướng vào sâu bên trong nội tâm thì mới có thể tìm thấy nó. Vì thế, suy tưởng được coi là một phương pháp tĩnh tâm tốt nhất. Mở cánh cửa suy tưởng. Nói một cách chuẩn xác, một khi tư tưởng và tình cảm của chúng ta hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sự suy tưởng sẽ bắt đầu. Suy tưởng là một ý thức nội tâm mãnh liệt. Khi sự chú ý của chúng ta không còn chú tâm vào những thứ thoáng qua của hồng trần, mà hoàn toàn ngưng tụ trong siêu thức, thì khi ấy chúng ta đang ở trong trạng thái suy tưởng. Ý thức có 3 trạng thái: ý thức, tiềm thức và siêu thức. Phần lớn chúng ta mới chỉ biết tới ý thức và tiềm thức, còn siêu thức thường ít được biết tới. Ý thức là trạng thái nhận thức bình thường nhất của con người. Dĩ nhiên cũng chỉ phản ánh một góc núi băng trong toàn bộ nhận thức của con người, còn phần nhiều ý thức tiềm ẩn trong tiềm thức. Sigmund Freud, chuyên nghiên cứu về tiềm thức, ông cho rằng những gì chúng ta trải qua trong giấc mơ được gọi là tiềm thức. Đồng thời tiềm thức còn sống động hơn trong lúc chúng ta tỉnh táo, nảy sinh ảnh hưởng với hành vi và thái độ của chúng ta.
Nếu ví ý thức với hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển, thì tiềm thức chính là thềm lục địa và dòng hải lưu chảy ngầm trong lòng biển. Thế giới dưới nước tuy u tối, không thể nắm bắt, nhưng vô cùng chân thực, là bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ ý thức của chúng ta. So với hai trạng thái này, siêu thức còn thể hiện nhận thức cao hơn nữa của con người, là ngọn nguồn của tất cả ý thức. Ý thức và tiềm thức giống như bậc thang đi xuống, chuyển biến cao áp của siêu thức thành áp thấp. Siêu thức tựa như bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu chúng ta, tuy không sống động như ý thức và tiềm thức, nhưng nó luôn luôn tồn tại trong cuộc sống và cảm nhận của mỗi người. Suy tưởng chính là con đường trực tiếp giúp chúng ta chạm được tới siêu thức. Muốn suy tưởng đúng đắn, mấu chốt nằm ở cách ta lắng nghe âm thanh của cơ thể, lắng nghe âm thanh tận sâu trong nội tâm. Thử để các hoạt động xung quanh ngừng lại, dừng thao thao bất tuyệt, thôi lưỡng lự đắn đo và phiền não. Bởi vì trong môi trường tạp loạn thì chúng ta sẽ không thể nào nghe thấy được giai điệu mà dây đàn của siêu thức tấu lên. Khi suy tưởng, ta còn cần đảm bảo tư duy được hoàn toàn mở. Bởi vì chân lý phải ở trong trạng thái siêu thức bình tĩnh nhất thì mới có thể được lĩnh hội. Suy tưởng không phải là sáng tạo đáp án, mà khiến chúng ta cảm nhận hoặc tiếp nhận được đáp án. Suy tưởng là một quá trình trở về với nội tâm của chính mình. Cuộc sống của chúng ta tựa như guồng bánh xe quay tít, quay càng nhanh thì chấn động càng mãnh liệt. Khi đạt tới một tốc độ nhất định thì bánh xe có thể bị rời ra. Trong vòng xoáy của cuộc sống, chúng ta càng quay càng nhanh, dần dần rời xa khỏi trung tâm thật sự. Trung tâm này chính là nội tâm của bản thân. Chúng ta thường giống như cây đàn lạc điệu, vì không phát ra được các nốt nhạc một cách chính xác nên mới tấu ra bản nhạc lạc điệu không hài hòa với cuộc sống của chúng ta với người khác. Vậy thì hãy để suy tưởng làm người nhạc trưởng cho cuộc đời của chúng ta. Một chiếc đàn violon không những cần điều chỉnh độ căng của dây đàn mà còn phải so sánh thật kỹ với một số nốt nhạc mấu chốt. Chúng ta cũng như vậy, cần nghiêm túc lắng nghe những điều mà cuộc sống muốn nói với chúng ta.